cô kêu sợ. Yeah. Y như lời người ta nói, không sai, nhãn sắc là drama. Đừng quan em đây người soi mói, nhìn kiểu đôi mi cong. Anh cần một người đi sống sống thì mình để em cứ việc lấy đi. Rồi ngoài em anh không còn thấy gì, hay vì em vội luôn khoe sắc hình đi như một đoạn quên. Tiếp cận được em cả một quá trên. Nó nó em mời đừng tự khóa mên. Vì em kệ đinh anh nghịch hoa thuần ngũ all black như em chưa từng yêu màu trắng. Cái phê của anh cũng thường là đây mà nơ. Nếu thương của anh là mục tiêu thì em đừng bắn. Đọc vợ anh làm gì không dễ đã quên được đâu. Nói anh nghe nào. Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Tha thiết khiến bao nhiêu cô cùng rung động. Chỉ muốn em say anh vậy thôi đúng không? Sao thật tay nhiều khi làm anh sẽ mất lòng. Đừng có em lần rồi đi. Anh ơi tình em chẳng như trò chơi mà thường như cũ, phát sóng vào lúc 22 giờ thứ hai, ba, tư hàng tuần.